Robot Destruction Royale là game mobile sinh tồn với lối chơi hành động bối cảnh hiện đại. Game có đồ họa 3D với tạo hình nhân vật hiện đại mang phong cách cyberpunk hợp thời, kết hợp cùng hiệu ứng chiến đấu đã mắt không giống với bất kỳ tựa game nào cùng thể loại, mang đến cho game thủ những giờ phút giải trí đỉnh cao. Người chơi sẽ lựa chọn một trong số nhiều chiến binh robot và bắt đầu tham gia vào trận chiến sinh tồn đầy cạm bẫy trong gai phía trước. Vận dụng khả năng điều khiển nhân vật khéo léo và linh hoạt, bạn sẽ phải tấn công đối thủ thật nhanh gọn trước khi phải đối đầu với những kẻ thù khác trên bản đồ. Với thời lượng một màn chơi ngắn phù hợp với xu hướng chung, mỗi lần tiêu diệt được một đối thủ, bạn sẽ loot đồ rơi ra và tận dụng những gì còn sử dụng được để tiếp tục cuộc chiến. Ngoài những món vũ khí và trang bị thông thường, game thủ còn có thể sử dụng kỹ năng của nhân vật để tấn công đối thủ và chờ một thời gian để hồi chiêu. Bối cảnh thành phố hiện đại hòa cùng ánh sáng lập lòe tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa thu hút, góp phần đẩy cảm xúc của game thủ lên một tầm cao mới. Với mỗi trận thắng, bạn sẽ có thêm điểm để leo cao trên những vị trí trên bảng xếp hạng toàn server. Nhìn chung với gameplay sinh tồn hấp dẫn, bối cảnh cyberpunk hợp thời, nên không khó để hiểu vì sao tựa game này lại thu hút được nhiều game thủ đến vậy. Nếu bạn đang tìm một tựa game để giải trí cuối tuần, thì đây là lựa chọn dành cho bạn.